Xin chào ba mẹ, ở ngay cạnh mình đây đó là hai chiếc ghế ăn dặm. Nếu ba mẹ nhìn về cảm quan thì có thể thấy rằng nó rất là giống nhau đúng không ạ? Kể cả về hình dáng này, màu sắc, kích thước cũng như là những cái bộ phận ở trên chiếc ghế này thì gần như là tương đương. Tuy nhiên có một điều khác biệt mà mình muốn so sánh với ba mẹ đó chính là tên của sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên gọi là ghế ăn dặm Umo, còn một dòng sản phẩm có tên gọi ghế ăn dặm Honpur. Hai sản phẩm này thì tại sao mình phải làm cái video so sánh ngày hôm nay? Bởi vì trên thị trường có hai dòng ghế ăn dặm, giá thành nó chênh lệch nhau khá là nhiều nhưng chất lượng thì gần như là tương đương. Chính vì vậy mà Gấu Đôi lựa chọn bán cái sản phẩm ghế ăn dặm Honpur rất là nhiều. Nó có sẵn 3 màu cho các mẹ lựa chọn. Và ngày hôm nay thì rất là muốn chia sẻ cũng như giới thiệu ba mẹ đến dòng ghế ăn dặm Honpur có giá chỉ trên 600 nghìn một chút thôi ạ. Nhưng chất lượng và cái độ bền cũng như là tính năng của nó thì gần giống như ghế ăn dặm Umo đã được rất nhiều ba mẹ tin tưởng rồi. Tuy nhiên giá thành của ghế Honpur tốt hơn và rẻ hơn nên rất là muốn là chia sẻ cũng như để ba mẹ có thể tìm kiếm một cái sản phẩm phù hợp cho em bé và tiết kiệm kinh tế cho gia đình. Và ngay sau đây thì mình sẽ cùng với ba mẹ đi tìm kiểu kỹ hơn về cái dòng sản phẩm ghế Honpur nhé. Mình sẽ so sánh cho ba mẹ một chút trước về hai chiếc ghế để ba mẹ có thể yên tâm khi lựa chọn ghế Honpur ở bên nhà mình. Thứ nhất là về cái phần khay ngồi, khay ăn của con thì có thể lật lên này, giống y xì nhau này. Dễ dàng vệ sinh cái phần khay bên dưới nếu cần thiết ạ. Dễ dàng tháo rời khay ra. Đây ạ. Bên này ghế Umo cũng giống tương tự như vậy ạ, cũng có thể tháo rời ra được bằng một thao tác rất là nhẹ nhàng thôi ạ. Đó thì là mình thấy rằng là cái tính năng của hai chiếc ghế này thì gần như là giống nhau. Nó Honpur ra đời sau nên là nhà sản xuất có thể là sẽ giá thành hoặc là đảm bảo tốt hơn cho khách hàng. Cái phần đai ngồi ạ cũng tháo rời ra được ạ. Cái phần đai ngồi cũng có thể tháo rời ra được ạ. Đai giúp cho bé an toàn hơn khi ngồi. Các con không vận nếu những bé mà hiếu động cũng không thể ra khỏi ghế được ạ. Rất là an toàn. Bên này ạ, ghế Umo cũng vậy. Cái phần đai ngồi tháo rời ra được để vệ sinh. Đóng mở. Tức là bên mình cảm thấy rằng là cái sản phẩm này nó không khác nhau nhiều nhưng giá thành tốt hơn nên là hướng ba mẹ tới một cái sản phẩm ghế đến từ thương hiệu Honpur. Phía đằng sau và hông ghế cũng có cái độ ngả tương tự này. Chiều cao ghế cũng giống nhau này, độ chắc chắn là thoải mái luôn ạ. Và cũng kích thước thì cũng không quá là nặng ạ. Và cả hai chiếc ghế đều có thể hạ thấp xuống nhé ba mẹ nhé. Đây là chế độ cao của nó, còn có thể hạ thấp xuống ạ. Để ngồi nếu ba mẹ có thích em bé ngồi ở chế độ thấp. Vậy là với một cái mức giá hợp lý tầm khoảng trên 600 nghìn thôi ạ, ba mẹ có thể dễ dàng lựa chọn cho con một chiếc ghế ăn dặm điều chỉnh độ cao được và có phần khay ăn rộng này, phần ghế ngồi này, phần đai chắc chắn và sản phẩm khá là đẹp mắt nữa ạ. Ba mẹ có thể tham khảo dòng ghế Honpur nhé. Ba màu ghi, hồng và xanh. Màu mình đang hướng dẫn ba mẹ đây là màu ghi ạ. Có một điều mà rất là nhiều ba mẹ thắc mắc khi sử dụng cái sản phẩm ghế ăn dặm này thì hỏi là ghế có thể ngả ra được không? Thực tế là cái ghế này nhà sản xuất thiết kế là nó ở dạng cứng ạ, sẽ không ngả ra được ạ, mà chỉ dùng khi các con ngồi ăn thôi chứ không ngồi nghỉ ngồi làm được. Ba mẹ chú ý giúp mình nhé, sẽ không ngả được ra, cố định luôn ạ. Đó. Còn về cái phần điều chỉnh độ cao ạ, đây là bên mình lắp mẫu cho ba mẹ xem là ghế ở chế độ cao nhất. Còn nếu một số ba mẹ muốn con ngồi thấp giống như gia đình ngồi ăn cơm ở dưới chiếu ạ, thì chúng ta sẽ tháo cái phần vít ở đây ra để lắp cái chân ghế vào đây. Đó.